Rất một xe giống rất khỏe, có cây rất lớn, sự tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến, năm tuổi được hai nhà trình bày lời hát tiếng hát bài ý về mong đón xin chào đón bạn Kiều và Trần Thu Hà sẽ mừng đó là mẹ 93 thành chúc bằng tâm nhân văn bằng tâm chức quyền quân 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 gia mấy hình và con đã không ương á cái cuộc hợp thương hơn vì cái này nó bị cái brass cancer đó bây giờ ta thì cái nhưng mà nó bệnh xong rồi nên nó phải nghỉ ngơi, giờ nó cắm đầu lên chứ làm khóc làm mẹ gì nó đâu có cần tiền đâu đó. Cho nên Nguyễn nó đâu có cần đi làm đâu, nhưng mà nó thích cắm đầu lên nó đi làm, nó phải nói nếu mà mình đúng anh mừng hiểu nó không thích làm chuyện tính nhà, nó đi làm đến chốt nhà. Nó phải muốn người đến tên nhà. Hôm nay có người đúng không? Hình xui, nhưng mà không có tất nhiên. Thấy các bạn Việt Nam là ai bên luôn á? 10 tập bác sĩ. Hết ai bên đó. Trong bảo không có cái thuốc nào mà mình bắt mà ăn gì. Sống của bạn ạ. Happy no stress. Tập thể dục hàng ngày. Phải có hoạt động, có người phải có hoạt động thì mấy cái bào tiếp sau rồi nó phải ra. Tại vì nó chết đó, đang sinh ra nó mới, không có heo thì là nó sinh ra tế bào ung. Từ tế bào ung phát triển một cái bào ung. Cho nên là không có thằng bác sĩ nào mà bảo là thôi giờ xuống xuống thì rồi không phải sợ. Nhiều khi đó là nó không bị hả? Nó không bị chưa gia đình nó bị chưa nó không bị, nhưng mà tại vì cái chim của nó, cái di truyền của nó sợ già rồi bà già rồi cho nên là sợ mà nó cắt luôn, mai mai đi luôn đó bà già rồi nó sợ rồi cắt luôn mai mới lần rồi mới bỏ nó. Sao nên luôn hai đồ chơi mà giờ không có mà nữa mất rồi mất kiểu luôn rồi mất cái gì vô kìa nhưng mà nó còn hướng cái bên ngoài ngoài không nó đi đâu quay luôn khi mà mày đi mà mày đi nạp nó sát nhà rồi mày đi bơm nó sát nhà nó rồi chứ em cứ tưởng là nó lọt ở trong rồi ngoài nó giữ xong nó bơm gì rồi thì mày ra rồi cho nên nó bị khô lên. Bơm cho nó để mà cái bơm bỏ cái phiêu xương con nó không đầy lên lợi đây, nhưng mà nó là nó không phải vì sao em sẽ vì sao chúng ta không dù cái nó còn nhưng mà nó không có nó khác gia đình riêng luôn mà nó còn có để mà đẹp vậy thôi. Mày không hiểu, mày đi bơm á là nó đẩy cái bệnh ở dưới cái muscle I'm going to put out a shirt. I'll see you right back.
He kept saying goodbye. Say goodbye. Bye-bye, I'll see you later. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Say goodbye. We had fun today. It was nice seeing you. Bye, man. Bye-bye. We love you. Bye.